Gốm Nhật Toki xin chào anh chị các bạn nhé. Quý vị đang xem video hôm nay thì Gốm Nhật Toki lại tiếp tục gửi tới cho anh chị mình một tác phẩm nghệ thuật nhé. Đó là một bức tranh, đó là một cái bình hoa gốm sứ và có nguồn gốc từ Nhật Bản, được vẽ vàng và được vẽ rất là nhiều bông hoa ở trên đây nha cả nhà. Một cái bình thì nhìn rất là đẹp nha, trăm hoa đua nở, đua sắc thắm nha, để cùng đón xuân với anh chị mình luôn. Thì đây, mời anh chị cùng nhìn tổng quan về con bình này nha cả nhà. Con bình này thì hầu như là được vẽ gần như là kín bình nha cả nhà. Vẽ là rất là nhiều hoa này cả nhà, vẽ vàng toàn bộ nha. Đằng sau này cũng có một đóa hoa mẫu đơn nhỏ nha cả nhà, vẽ đỏ và vẽ vàng toàn bộ này. Cái cổ này sẽ được vẽ những cái nét vẽ rất là đẹp nha cả nhà. Đó, những cái nét họa tiết cực kỳ xinh luôn nha, và hoàn toàn vẽ tay nha cả nhà. Từng cái nét vẽ vàng, từng chú chim, từng bông hoa này đều được vẽ rất là chuẩn nét cho anh chị mình luôn nha. Vậy và em sẽ đi vào phần kích thước con bình này luôn cho anh chị bình nha. Thì con bình này sẽ có chiều cao là tầm khoảng 32 nha cả nhà. Một con bình rất là cao, chiều cao 32 cm, bình lớn cả nhà. Và vòng bụng của em bình này thì sẽ có vòng bụng là bao nhiêu? 32, và vòng bụng là tầm khoảng 93 nha cả nhà. 32 và vòng bụng tầm khoảng 93 cm nha. Một con bình vẽ vàng toàn bộ, vẽ hoa mẫu đơn, và trên đây thì vẫn điểm tô những cái chú chim nha. Đó, 1, 2, 3, 4 con chú chim gì này. Đó, rất là xinh luôn nha, những cái nét vẽ này. Đó, đó, có bông hoa nở rồi, bông hoa chưa nở nha. Đó, lọc lá là đầy đủ cho anh chị mình luôn. Thì em sẽ quay cận cảnh con bình này để cho anh chị mình dễ hình dung nha cả nhà. Đây, anh chị nhìn vào cái đường nét vẽ vàng của cái bình hoa này. Chất lượng chưa cả nhà? Những cái bông hoa này, những cái lá này, những cái cành hoa, lá hoa này. Rồi, tiếp theo là cái phần cổ này. Anh chị thấy cái bình phần cổ chất lượng không? Những cái nét họa tiết ở trên phần cổ ôm sát vào cái phần viền này. Đó, cái viền đó chất lượng luôn nha cả nhà. Mặc dù là hàng xưa nhưng mà được người Nhật giữ gìn rất là cẩn thận và mới nhá. Tiếp theo là phần cái chôn đế này, cái chân này cũng có những cái nét họa tiết vẽ tay toàn bộ vẽ vàng. Và cuối cùng là phần chuyện ký nhá. Đó là phần chuyện chuẩn Kutani đỏ cho nhà mình luôn nha. Đó, những cái chuyện chất lượng, những cái bình hoa chất lượng cho anh chị mình chơi sở hữu nhá. Đây, em lại tiếp tục đặt lên trên cái đế này và quay tổng quan lại cho nhà mình nhá. Và anh chị có yêu thương sản phẩm này á thì có thể cho em xin một nút like, một nút subscribe cho kênh Gốm Nhật Toki. Và đặc biệt anh chị muốn chơi sở hữu, sưu tầm, giao lưu về mặt hàng gốm sứ và đặc biệt là gốm sứ Nhật Bản thì có thể liên hệ với em qua kênh Facebook Gốm Nhật Toki hoặc số điện thoại Zalo 0901 nhá, 112 nhá, 334 nhá cả nhà. Thì một lần nữa thì Toki chân thành cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm tiếp theo của Gốm Nhật Toki.